Chị cho em hỏi thêm xíu là bên đó mình làm cái gì để sống? Bên đó, bên Campuchia mình cũng giăng lưới này kia nọ gì đó. Giăng lưới mà hả? Dạ. Trời, như vậy thì thu nhập của chị có bao nhiêu đó thôi? Dạ. Ví dụ những ngày không có làm sao? Thì cũng bình thường, cũng sống như đâu có gì đâu. Cũng có gạo mình mua để sẵn trong nhà nấu ăn vậy. Mà không có tiền trang trải ở mài vậy thôi. Chị năm nay là nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 36. Chị sinh bên đó luôn hả? Dạ. Thế hệ F2 ha. Dạ. Có nghĩa là ba mẹ chị đi rồi sinh chị qua bên đó ha. Dạ. Là ở bên đó là cuộc sống là cứ lên trên nước vậy đó, lên dạ. Lòng trên cái lòng biển hồ. Dạ. Từ nhỏ chị cũng sống vậy thôi. Dạ, sống nhỏ lớn rồi. Bây giờ là chị có hai nhóc đây hả? Ba nhóc là ba thằng đi giăng lưới với ba nó hai thằng, thằng 4 tuổi với thằng 13 tuổi. Còn bé đây là sao? Bé này con nuôi. À, con nuôi của chị nữa. Dạ. Trời ơi, là khó khăn với con là cần phải cho con nuôi nữa. Nuôi con nuôi đó là chị có nghĩa là hồi đó là ở đâu mà chị nhặt gì hay là ở đâu mà chị có con nuôi? Con nuôi mà nó cháu ruột của em à. Con nuôi là cháu ruột dạ, hả? Ba mẹ nó chết hồi nhỏ, hồi lúc mà được 2 tuổi. Dạ. Thì cô là cô An à? Gì hả cô? Cô. Nuôi hai đứa. Đó là cô. Dạ là cô ruột. Cô ruột nuôi hai đứa. Dạ là cô ruột nuôi cháu mà. Dạ. Dạ là hai chị em. Đúng là cháu. Dạ. Nuôi hai chị em mà nó kêu em từ nhỏ lắm mẹ mà. Thế con cô thằng kia mẹ cũng được, không sao. Tưởng ra người ngoài thì té ra là người nhà. Dạ. Người nhà các bạn. Nói chung là cũng như con ruột. Cũng như con ruột. Nói chung là không có người thân gia đình thì cô cũng như người cha ruột thôi. Sao nói chuyện bằng nãy làm gì trời? Hỏi gì em ạ? Ủa vậy rồi sao hai chồng là gặp nhau ở bên Campuchia hay là ở đây? Gặp nhau ở Campuchia rồi quen nhau trên trển thì về đây mới được. Rồi hai chồng về đây? Dạ. Về đây mới cưới nhau. Vậy là cưới nhau bên đó? Ở bên đây. Nhưng mà sao trẻ quá quyết định lập gia đình cực dữ hả? Tại vì nghe lời người ta bị dụ đúng không? Trời, bởi vì xinh quá bị người ta dụ nè, nhìn biết rồi. Xinh quá bị người ta dụ quá rồi. Người ta trẻ quá 18 tuổi có con bây giờ cực quá. Đáng lẽ là còn chơi rồi vài năm nữa. Nhiều khi mặn không được, không có tiền mua sữa mà họ mấy bà mặn không được gì, không có tiền mua sữa cho con bú. Kia đó, bởi vậy trẻ quá mà. Rồi chồng có lo được không? Chồng là lớn không? Nhưng mà ý là chồng nay nhiêu tuổi rồi? Chứ bằng tuổi nhau là thằng coi như thua luôn rồi đó. Nhỏ quá mà. Chồng lớn tuổi hơn. Bây giờ là đi phụ hồ, đi làm hồ. Dạ. Đi làm hồ về chăm hai mẹ con này. Ăn cực rồi. Vất vả thôi. Sông Hậu thì nó chảy qua các cái địa phận như là đây là gọi là bờ Tây sông Hậu. Khoảng 10 mấy 20 chiếc ghe sống như thế này. Đây cái trò của chị đó hả? Nhà chị đó hả? Nhà chị mới về khoảng 2 tháng đó ha. Dạ, về 2 tháng nay. Mấy đứa con chị? Ba đứa con, đứa cháu, 4 đứa con, đứa cháu. 4 đứa con, đứa cháu là 5 người. Rồi chuẩn bị lên ha. Bây giờ nói xin có 5 triệu à. Đây rồi, cuộc sống lên lên trên những cái chiếc thuyền với xuồng như vậy nè mọi người. Trời ơi, chút xíu mà chèo ngon lành như kìa. ngồi có. Ôi trời coi kìa. Sao giỏi rồi con. Trời ơi, xíu á. Xíu mà coi này ngồi ra mà chèo vậy mọi người ơi. Giỏi chứ kìa. Cuộc sống ở đây nó quá chi là khó khăn. Người ta sống lên những cái nó đúng là như những cái phao nổi vậy. Tội nhất là những em bé, nó đúng ra thì sinh ra thì trong những cái điều kiện nó khó khăn như vậy rất là tội luôn. Có duyên với An Giang đó thôi. Đúng rồi. Ở đây thì cái nghề thứ nhất là người ta đem cái nghề từ bên lòng hồ Campuchia về đây, đó là cái nghề chài lứ. Thứ hai nữa, một cái nghề nữa là cái nghề lượm mũ. Và một cái nghề về đây á, là có một số người đổi nghề, đó là đổi làm buôn bán. Ví dụ như là bán dừa bán nước này cũng, nhưng mà cái số đó thì ít hơn, nó hiếm lắm. Còn phần lớn nữa là nhặt ve chai và chài lưới thôi, chứ không có nhiều. Những chiếc xe người ta để trên trên bờ về, khi mà muốn di chuyển hoặc là khi người ta đi bán buôn thì người ta lên đây là lấy. Còn phần lớn những cái nhỏ này, những em bé này là coi này, là di chuyển hoàn toàn bằng những cái vỏ lãi như thế này, nó rất là nhỏ này. Chí là những cái miếng mút đó ngồi lên, ngồi lên những miếng mút là bơi đi, bơi đi. Có cái hình ảnh mà nó rất xúc động lên mạng xã hội, đó là một cái chiếc vỏ lãi, một cái nhỏ mà bơi giữa cái đám lục bình này. Cách đây một thời gian thì nó cũng khá là làm xôn xao trên các mạng xã hội. Có một số thì gia đình có điều kiện tí thì cho mấy bé được đi học, còn số còn lại mấy bé không có điều kiện thì không được đến trường. Không được đến trường cũng có nhiều nguyên nhân nữa. Có những cái nguyên nhân là gia đình về đây á là khoảng 5-7 năm hoặc là 10 năm, nhưng mà thật sự chưa có giấy tờ, mà chưa có giấy tờ thì các em thì cũng không có thể đi học được. Đó, cho nên là cũng mong rằng một thời gian sớm đây là các nó đầy đủ thủ tục để mà các em đi học. Đi học nó sẽ đổi lại cái cuộc sống cho các em, nó khấm khá hơn sao. Cái video clip về cái xóm Việt Kiều ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thì các mình kết thúc ở đây nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Một ngày mình bơi bao nhiêu lần ta? Ngày bơi 2-3 lần chứ đâu. Nó làm cái sâu mà nó chảy. Bơm chân bơm mà nó đầy lên á. Dạ chìm. Đầy chìm á. Wow, nước đầy hoang luôn kìa. Đây đúng rồi. Ngày 2-3 lần, có khi nào nửa đêm mình phải thức dậy mình bơm vậy không? Có, mình bơm. Ồ. Bơm mưa quá lớn. Dạ là khoảng mấy tiếng là bơm một lần? Đây giống như cái ngôi nhà luôn. 2-3 lần ha. Dạ. Đây là nó vô nhanh quá ha. Dạ. Con này thông qua cái nhà này, cái bè mà giống cái nhà vậy, có máy bơm rồi này nọ. Tôi làm một xuống rồi nó làm về ăn từng miếng nè. Hôm nay ghi mấy cái chữ này vậy? Miếng này mua con tay mua tiền góp á. Bây giờ chữ gì đây? Dạ phải để giáo sư kia dịch rồi, ca rồi. Em cho chị xíu. Dạ. Chị về Việt Nam được 2 tháng. Dạ. Vì sao? Trên trển mà ăn khó khăn này kia nọ rồi mà không có được. Mùa này thì bà con ở bên Biển Hồ như thế nào ạ? Cũng mà ăn lấy gai đi gần hết là cũng còn được nhiêu đâu. Em đi qua cái ganh cái vỏ bê lớn này với hai chồng với mấy đứa con. Ui, chạy vỏ qua luôn. Ồ. Chị ở tỉnh nào, bờ nào tỉnh nào? Ở Biển Hồ, ở chỗ nào lợm? Tao bơm hả? Bơm mô sách này kia nọ đó. Cậu bơm luôn mô sách. Tao bơm là gần với Hà Tiên á. Bông luôn. Ở Bông luôn Biển Hồ á. Từ đó về đây phải mất 1-2 ngày một đêm. Ai biết chạy mấy ngày cũng chạy hoài vậy. Ở đây là xài cái điện bình đấy nè. Xài cái điện bình đấy. Hai bữa xa bổng á. Cái bò lãi này sao mà chạy được? Được, chạy qua luôn. Đồ em chắc là người ta nằm lên trên. Ồ chị, nghĩa là những cái đồ đạc sinh hoạt gì chắc lên dạ lãi này. Dạ. Cái mà em mới đi qua hả? Dạ. Đi qua được mà. Dạ là rút cuộc làm tổng hết là mấy người đi trên đó. Mới xuống thì 3 đứa con 2 chồng. Rồi cái mấy ngày sau cái 2 chồng con em nó xuống với nhỏ cháu nữa. Rồi về như vậy á, có những cái đoạn cái nước nó sóng nó đánh mạnh lắm. Thì nước nó phả lên chút đi. Có khi nào nó chồng xém. Dạ nước nó phả lên, nó nước dẫn sóng lên gì nè. Có khi nào muốn lật không? Cũng có khi. Mình cũng gắng chạy qua cái dần nào sóng lớn á mình nấp vô lùm đi. Mình chạy qua. Chứ anh chảnh nó khổ mà ăn không được rồi làm sao? Xong thuê xe đò về cho nó an toàn. Không có tiền. Từ bên đó về đây chị tốn mất bao nhiêu tiền dầu? Có hơn canh xăng à. Canh xăng. Dạ. Rồi ăn nướng sao? Trên chiếc xuồng nhỏ. Mình bỏ đồ đạc thêm nấu ăn luôn. Ui nấu được. Chừng nào ăn cái mình ngưng vô chỗ nào mình nấu ăn. Nhưng mà cảnh khổ làm sao? Về đây thấy sướng hơn bên nào không? Đó gì đây gì sống thì được hơn bên kia. Cũng la gai. Đối với bà con ở Biển Hồ á thì cứ thấy như vậy, không bị chính quyền làm khó thì là sống được. Dù có cơm ăn cơm, có cháo nó khổ tình mà nó không bị ai ràng buộc mình, không bị chính quyền làm khó làm khăn. Vậy thì hồi xưa người ta nói là ở Biển Hồ á là toàn là những cái đại gia cá mà. Bây giờ những đại gia đó như thế nào rồi? Giờ có mặn gì được đâu, giờ cũng tứ tán hết trơn. Tứ tán. Đại gia nó cũng về Việt Nam hết trơn, về đây hết. Đây nó sống á. Dạ. Giải tỏa ngày cá hết anh ơi. Nhà chị hiện giờ là bao nhiêu hộ? Hai gia đình. Hai gia đình. Dạ, con em gia đình với em gia đình. Rồi tổng cộng hai gia đình như vậy á thì hàng ngày mình sinh hoạt tốn bao nhiêu tiền? Cũng vô tiền đặng thì ngày cũng vô mấy trăm mày ngàn có, mấy chục ngàn có. Trăm ngàn, mấy chục ngàn có. Dạ. Nói chung mặn được nhiêu thì nó ăn bao nhiêu vậy. Thiếu đủ gì cũng nhiêu à. Còn gấp bên kia em thấy chị đang phơi tả. Cái đó của con em bên nó để trong bọc với cái chuột nó cắn á, đem ra thôi. Ui, ghé hả? Xài tả hả? Dạ, xài tả. Tại vì ba mẹ đi làm cho người ta rồi gửi cái nhà. Gửi cho người ta chăm cái giùm. Rứt cuộc ra là chạy cái vỏ lãi này từ ở bên Biển Hồ về tới đây hết bao lâu? Cũng vô hai ngày mà hai đêm hay là lợn nó tiền. Hai đêm một ngày hả? Trời. Em đã từng gặp rất là nhiều người từ bên đó về đây bỏ mạng luôn. Dạ. Họ đi cả một đòn những cái sóng lớn nó lật chết hết nữa. Có khi lật luôn. Tại vì mình chạy cặp mé rất kinh nghiệm ha. Cặp mé cái mình biết chạy cho vỏ á. Chỗ nào sống thì mình ngưng lợn. Được về quê hương là một sự may mắn của gia đình. Dạ. Khó khăn ở quê hương nó cũng dễ chịu hơn ở xứ người. Dạ. Tại vì khác nhau về sắc tộc, khác nhau về ngôn ngữ, thậm chí là cái sự tương trợ nhau, đôi khi người ta sẽ tương trợ cho đồng bào của họ trước đó à. Dạ. Rồi tới những người xa xứ với mình sau. Bé này là nhỏ nhất ở gia đình mình. Nhỏ nhất con của nhỏ đó. Con của con hả? Dạ. Bao nhiêu tháng rồi? Bé. Con nhiêu tuổi? Dạ, 18 tuổi hả? Rồi mới sinh em bé đây. Chồng đâu? Chồng đi làm. Dạ. Chồng đi bộ lưới hả? Dạ. Chồng là ở bên Việt Nam hay là bên Campuchia đi về luôn? Campuchia về luôn. Campuchia về luôn. À, Campuchia về luôn. Dạ. Rồi mới nhỏ mới sinh đẻ vậy rồi có khó khăn gì không? Dạ cũng gắng đi làm hộ mà kiếm tiền sữa cho nó. Chồng làm một ngày công bao nhiêu? Ngày vậy được 250, 234 rồi. 234 à? Dạ. Mới 18 tuổi sinh con vậy nó cực lắm á. Dạ. Nó cực biết sao giờ đây. Nhưng mà về Việt Nam con thấy là sống sướng hơn Cam không? Khá hơn Cam chút. Khá hơn chút xíu, không có bị sóng gió. Cái hôm mà con từ bên Campuchia á, dạ, con về Việt Nam á thì con sinh em bé chưa? Dạ con sinh nó ở đây mà. Sinh nó ở đây nè. Ủa vậy là được mấy tháng rồi? 6 tháng rồi chú. 6 tháng mà sao cái chị này kêu mới về 2 tháng. Ba mẹ con mới về sau. Dạ. Mẹ về sau. Mẹ về sau. À là em về trước. Lúc đó có bầu chưa? Dạ lúc đó chưa đâu chú. Con về đây rồi con được chồng con mới có bầu. Ừ. Dạ. Về đây mới có chồng mới có bầu ha. Dạ. Rồi nhà cửa chưa có rồi sinh sống đây là ghe của mẹ hay là ghe của? Ghe của mẹ mua thiếu của cô bên kia rồi. Mua thiếu bao nhiêu? 5 triệu nữa. 5 triệu. Góp tiền góp 5 triệu. Bây giờ tiền đâu trả tiền góp. Bây giờ trả hết bao nhiêu rồi? Trả được có 1 triệu mấy à. Triệu mấy à? Ừ. À, dự định bao giờ trả hết. Thì bữa nào có tiền thì trả cho bả. Dạ đó. Dạ. Chứ bây giờ làm cái gì có tiền để trả. Dạ. Rồi giờ thấy con nhỏ cũng thương quá. Chú cho thùng sữa này. Ha, mua cho cháu. Thì bé trai bé gái? Dạ bé gái ha. Chú cho mua sữa uống cho nhóc uống. Mới có 6 tháng à. Như thế này cũng đã trưa rồi để cho gia đình nghỉ ngơi và ăn cơm. Thì hôm nay thì mình đến một cái xóm nữa, đó là xóm Việt kiều Campuchia ngay tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, nơi mà có một cộng đồng người Việt hồi hương về và có những người ở đây rất là lâu nhưng vẫn chưa có cái hộ khẩu giấy tờ. Thì hy vọng rằng trong cái tương lai gần thì bà con ở đây được lên bờ thay đổi cuộc sống và trong một thời gian gần nhất tụi mình sẽ quay trở lại phát gạo cho bà con ở đây. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi đoạn clip này.